Đây là cây xoài cổ 200 năm tuổi, nằm tại bản Napa, xã Sập Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Cây có chiều cao gần 20 mét và đường kính thân gần 2 mét. Năm 2018, cây xoài này là một trong hai cây xoài cổ thụ đầu tiên của tỉnh Sơn La được công nhận là cây di sản Việt Nam. Cây xoài thuộc giống xoài tròn Yên Châu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa vào danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm. Đây là giống xoài bản địa duy nhất tại miền Bắc nước ta được liệt kê trong danh mục của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO cần được gìn giữ và phát triển, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu. Nhận thức được cây trồng quý của địa phương, tỉnh Sơn La và huyện Yên Châu đã thực hiện đề án bảo tồn và phát triển giống xoài tròn ở Yên Châu mang chỉ dẫn địa lý. Bảo tồn bằng được cái gốc xoài cổ quả xoài tròn Yên Châu là thương hiệu của xoài Sơn La. Tức là gì? Quả xoài tròn Yên Châu sẽ mãi mãi phải được bảo tồn, phát triển loại gen này để sau này khi mà cây này, những cây già cỗi có thể tiếp tục phát triển để trồng những cây mới. Đây là giá trị nhé, và đây là thương hiệu. Hướng dẫn các hộ chủ hộ gia đình có cái cây xoài cổ thụ này là chăm sóc hàng năm theo định kỳ. Cây xoài nó sinh trưởng phát triển tốt để lấy cái nguồn gen từ cây xoài này để phát triển ra, mở rộng ra cái diện tích của huyện. Bản Khá thuộc xã Sập Vạt, huyện Yên Châu là một trong những bản người Thái còn lưu giữ nhiều nhất các gốc xoài cổ với ước tính khoảng gần 400 gốc, có tuổi đời từ 80 đến 100 năm. Do các cây đều đã có tuổi đời lâu năm nên người dân địa phương đã được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc xoài để tránh việc thoái hóa, nâng cao năng suất, chất lượng trái. Lúc nào lấy hái quả hết, xong là bắt đầu bón phân, cắt tỉa cho cây xoài, cho mẫu quả đẹp, cho mẫu má đẹp, bán được giá. Thường xuyên là mở những cái lớp tập huấn cho bà con nhân dân trồng xoài, áp dụng khoa học kỹ thuật vào để mà nâng cao cái hiệu quả và chất lượng của quả xoài. Gia đình chị Lò Thị Dung tại Bản Khá hiện có khoảng 50 gốc xoài cổ thụ. Mỗi cây xoài cổ cho năng suất từ 3 cho tới 5 tạ trái mỗi vụ. Từ khi được công nhận chỉ dẫn địa lý, trái xoài tròn Yên Châu đã có giá bán ổn định gấp nhiều lần so với trước đây. Hiện trái xoài tròn cổ có giá bán trung bình từ 10 đến 20 ngàn đồng 1 kg. Mỗi cây xoài đem lại thu nhập từ 5 tới 10 triệu đồng cho người dân. Mỗi cây có khoảng được 5-6 triệu. Đây, cây xoài cổ thụ này là thu nhập chính của tôi hàng năm. Ước tính thôi, thì mỗi cây xoài như này thì nó vào 5 tạ đến 7 tạ. Mỗi giá trị của nó, mỗi cân thì từ 15 đến 20 nghìn một kg. Thì nó mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Bản Khá là bản người Thái với hơn 100 hộ dân đang sinh sống. Nơi đây còn lưu giữ gần như nguyên vẹn những nếp nhà sàn cùng những phong tục tập quán của người Thái ở Sơn La. Sự độc đáo về văn hóa kết hợp với sự thuận lợi trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là giống xoài cổ đặc trưng của Yên Châu, Bản Khá đã được Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu khảo sát và đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nông thôn. Điều này không chỉ thúc đẩy kinh tế địa phương mà còn trở thành động lực để người dân bảo tồn những gốc xoài cổ. Phát triển du lịch nông thôn gắn với cái gốc xoài cổ, và từ đó chúng tôi tuyên truyền bà con là phải lấy cây xoài là cái cây mà phát triển nông nghiệp bền vững, và gắn với đó là thực hiện các cái du lịch nông thôn, để ngoài cái cây xoài thì các sản phẩm của xoài thì chúng ta còn phát triển được cả cái sản phẩm du lịch và đặc biệt tất cả các sản phẩm nông sản của địa phương. Huyện Yên Châu hiện có khoảng 200 hectare cây xoài tròn với tổng sản lượng hàng năm đạt khoảng 2.000 tấn quả, được trồng chủ yếu tại 3 xã Trường Pằng, Viêng Lám và Sập Vạt, có điều kiện địa lý đặc biệt thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của giống xoài này. Không chỉ có giá trị thương mại, những gốc xoài cổ còn mang giá trị lịch sử, văn hóa quan trọng với đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn huyện Yên Châu. Gìn giữ cây xoài này phát triển kinh tế, xong làm để gìn giữ cho quê hương và cho thế hệ mai sau. Vừa là cái phát triển cái giống xoài bản địa, nhưng vừa là cái tâm linh của người bản địa, cũng vừa là cái văn hóa người bản địa. Thế nên là bảo tồn, phát huy giá trị của cây xoài cổ là điều hết sức quan trọng và phải lưu giữ, gìn giữ trong thời điểm hiện nay.
Từ năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu đã thực hiện đề tài bảo tồn và phát triển giống xoài tròn ở Yên Châu mang chỉ dẫn địa lý. Trong quá trình thực hiện, đã tuyển chọn được 19 cây xoài đầu dòng trong vùng chỉ dẫn địa lý để phục vụ tạo giống, sản xuất cây giống đạt chất lượng để người dân trên địa bàn huyện áp dụng, mở rộng diện tích. Việc triển khai thực hiện bảo tồn và phát triển giống xoài tròn ở Yên Châu mang chỉ dẫn địa lý sẽ góp phần gìn giữ những đặc tính ưu việt của giống xoài tròn Yên Châu để xoài tròn Yên Châu ngày càng khẳng định thương hiệu và được thị trường trong và ngoài nước đón nhận, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.